tòa sen vàng, con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát Hiếu Diên Tông, 12 nguyện lớn rộng mến mong, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời, cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát Hiếu Diên Tông, 12 nguyện. Tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Nam mô Nam mô Nam mô Nam mô Nam mô.
dưới cạnh núi đồi thiêng liêng, mắt mẹ đang nhìn uy nghiêm, thương đàn con chiều đau thương, sống trong bể khô trầm luôn, con quỳ trước mẹ niệm mắt buồn giữ lệ vương vương, nhắc thầm tên mẹ yêu thương, xin mẹ chứng chi lòng con. Quan âm mẹ hiền, xin mẹ thương chúng con, giọt nước cành dương sạch bão phiền. Nam mô mẫu từ đây mẹ thương đón đưa, vạn kiếp trần lao mẹ đã dẫn thân vào, con đã quay về nơi đây, hướng từ chiều tòa mây bay, muốn lòng ấm lại hôm nay, nhánh dương cứu khổ từ đây. Hãy
lạy mẹ Quán Thế Âm Linh Cam Bồ Tát. Lạy mẹ Quán Thế Âm Linh Cam Bồ Tát, thắp nén hương lòng chúng con kính dâng lên mẹ từ bi. Lắng nghe lời chúng con phước duyên nguyện cầu lên mẹ. Lạy mẹ Quán Thế Âm Linh Cam Bồ Tát. Lạy mẹ Quán Thế Âm Linh Cam Bồ Tát, xuôi bóng mẹ hiền chúng con chắp tay xin nở từ tâm. Xin cứu độ chúng sanh thoát khỏi mê làm khổ đau. Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ linh cảm ơn Quán Thế Âm Bồ Tát. Dưới ánh đạo vàng hương tỏa ngát, hướng lên đài sen chúng con nhắc ta một lòng thành kính thiết tha xin mẹ xót thương. Nguyện bao nghiệp chướng tiêu trừ, nguyện bao oán vinh dứt sạch, pháp giới an vui giảng lời chân lý từ bi. Nhanh dương giọt nước cam lồ, diệu hiện ánh trăng giác ngộ. Thế giới yêu thương ngọt lành hương sắc lục hoa. Nam Mô Đại Thế Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Linh Cam Bồ Tát. Lạy mẹ Quán Thế Âm Linh Cam Bồ Tát, thắp nén hương lòng chúng con kính dâng lên mẹ từ bi. Lắng nghe lời chúng con phước duyên nguyện cầu lên. Lạy mẹ Quán Thế Âm Linh Cam Bồ Tát. Lạy mẹ Quán Thế Âm Linh Cam Bồ Tát, xuôi bóng mẹ hiền chúng con chắp tay xin nở từ tâm. Xin cứu độ chúng sanh thoát khỏi mê lầm khổ đau. Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ linh cảm ơn Quán Thế Âm Bồ Tát. Dưới ánh đạo vàng hương tỏa ngát, hướng lên đài sen chúng con nhắc ta một lòng thành kính thiết tha xin mẹ xót thương. Nguyện bao nghiệp chướng tiêu trừ, nguyện bao oán vinh dứt sạch, pháp giới an vui giảng lời chân lý từ bi. Nhanh dương giọt nước cam lồ, diệu hiền ánh trăng giác ngộ.
thế giới yêu thương ngọt lành hương sắc lục hoa. Nam mô Đại Thế Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ năm 2017 cũng là ngày 28 tháng 2 năm Đinh Dậu, trước mùa lễ hội thường niên, được sự nhất trí của Đảng ủy, Ủy ban dân Sài Minh, sư trụ trì chùa Phúc Hải, lễ công minh tượng Phật Bà Quan Âm diễn ra trong niềm vui hân hoan hạnh phúc của mỗi chúng ta. Trước khi buổi lễ công minh tượng Phật Bà Quan Âm diễn ra, xin mời các quý vị đại biểu khách quý thưởng thức chương trình văn hóa nghệ thuật, một trong những nét văn hóa độc đáo của người Kinh Bắc. Xin mời các quý vị cùng gặp gỡ những người anh người chị đến từ miền Kinh Bắc qua những làn điệu mượt mà của mình. Đề nghị quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón chương trình văn nghệ. Chào mừng! Vâng, kính thưa các đại biểu, kính thưa hay các cô cùng toàn thể nhân dân. Đầu tiên xin được thay mặt cho những liền anh chị trên miền quê Bắc Ninh, xin được trân trọng gửi tới các đại biểu hay các cô cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, và hôm nay thì cũng rất vinh dự cho những liền anh chị quan họ chúng em từ miền quê Kinh Bắc Bắc Ninh được về dự lễ cung nghinh tượng Phật Bà Quan Âm chùa Phúc Hải xã Hải Minh. Và sau đây chúng ta cùng đến với một chương trình văn nghệ chào mừng, và xin được kính mời quý vị chúng ta cùng uống nước rơi trầu. Và những liền chị quan họ chúng em thì nảy hát rằng: chẳng mấy khi khách đến chơi nhà, đốt than quạt nước pha trà em mời người xơi. Chà này quý vậy người ơi, mỗi người xơi mỗi chén cho chúng em vui lòng. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức với câu hát mời nước mời trầu dân các quan họ lời cổ qua phần thể hiện của chị hai, chị ba, chị tư quan họ. Xin được trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Bye.
tình, chầu lớp chầu phường chầu mình chầu ta, chầu này em tên tới hôm qua, dấu thầy dấu mẹ tên cha bởi người. Cùng toàn thể dân và trước chùa Phúc Hải xã Hải Minh ngày hôm nay thì Liên Anh Đại Chí con họ chúng em này hát rằng: vào chùa ngõ cửa chùa ra, quan anh giải chiếu quan em pha trà, khói hương nghi ngút tỏa ra, em khấn em vái em đi nguyện cầu. Và sau đây cũng để tiếp thân trình, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức với làn điệu dân các con họ vào chùa. Xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Hãy subscribe.
Xin được trân trọng cảm ơn chàng có tay động viên của hai giới các cô, các vị đại biểu của toàn thể nhân dân đã cổ vũ cho liên anh nghệ sĩ quan họ chúng em ạ. Vâng, kính thưa quý vị, đúng là trăm khúc sông thì đổ dồn về một bến, mà em chẳng yêu chàng, em đến chi đây? Đấy với đây không dây mà buộc, em với chàng không chuốc mà say. Gặp nhau đây mời người xơi nước xơi trầu sau kết nhân duyên. Mà kết nhân rồi thì em phải sợ chàng lăm lắm, em sợ lòng chàng chóng thắm mau phai. Mà thắm với phai nào ai có biết, cái ngãi đá vàng ta quyết yêu nhau. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức tiếng hát của anh hai, chị hai con hỏi chúng em qua câu hát Lý Giao Duyên. Xin được trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Người giữa các cụ cùng toàn thể nhân dân và liên tục chương trình văn nghệ trong ngày hôm nay thì cũng xin được cầu chúc các vị đại biểu hay giữa các cụ cùng toàn thể nhân dân chúng ta một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, đa tài đa lộc đa phú quý, đắc phúc đắc thọ đắc vinh hoa. Sau đây chương trình những lời đại nghị xin gửi tới quý vị một trích đoạn hát văn nghệ thuật biểu diễn trên sân khấu. Trích đoạn được mang tên Cô Đôi Thường Ngàn. Xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức và chúng ta có thể cổ vũ cho trích đoạn đã bắt một tràng pháo tay thật to thật tình cảm không ạ? Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các quý vị, một trong những tiết mục vô cùng đặc sắc, một trong những nét văn hóa vô cùng tuyệt vời của người Kinh Bắc mà người quê hương của chúng ta vừa được thưởng thức là một trong những tiết mục văn hóa nghệ thuật. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thắng Ngân, đơn vị tài trợ cho chương trình, đề nghị các quý vị một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Thắng Ngân. Kính thưa các quý vị, để tiếp tục chương trình chào mừng buổi lễ cung nghinh tượng Phật Bà Quan Âm, xin mời các quý vị cùng tiếp tục đến với một tiết mục nữa, một trong những tiết mục vô cùng đặc sắc của đội kèn đến từ đội 19 xã Hải Trung, đó chính là giáo họ Nam Biên xã Hải Trung, với một ca khúc có tựa đề Phật Giáo Việt Nam. Xin đề nghị các quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho ca khúc này. Trân trọng cảm ơn đội kèn đồng đến từ xã Nam Biên. Đó chính là một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Vũ Duy Cường, ca khúc Bài Ca Non Sông. Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ cung nghinh tượng Phật Bà Quan Âm xin phép được khép lại tại đây. Chúng tôi xin phép được chuyển sang những nội dung tiếp theo.
Trương Nghi khép lại chương trình văn nghệ chào mừng. Trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ, các ca sĩ, các diễn viên đã về tham dự chương trình. Một lần nữa đề nghị các quý vị cùng dành một tràng pháo tay để chúc sức khỏe tất cả các quý vị đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn. Kính thưa sư thầy chủ trì chùa Phúc Hải Thích Thanh Trung, kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hải Minh, kính thưa các vị quý khách gần xa, thưa các tăng ni Phật tử, thưa toàn thể nhân dân, cứ mỗi độ xuân sang vào dịp đầu tháng 3 âm lịch thường niên thì người dân địa phương Hải Minh lại nô nức hồ hởi phấn khởi hội tụ về nơi quần thể di tích lịch sử chùa Phúc Hải để đón chào lễ hội truyền thống, mang cho mình một tâm niệm khao khát sẽ được trời Phật ban cho phước lành, cuộc sống ấm no, tai qua nạn khỏi, hạnh phúc bình yên đến. Năm nay, năm 2017 cũng vẫn như thường lệ, một mùa lễ hội lại về với chúng ta, cũng là một dịp để con cháu anh em đã và đang sinh sống và làm việc trên mọi miền quê hương của Tổ quốc hội tụ về nơi đây với khát khao đó. Đặc biệt hơn, trong những mùa lễ hội của những năm qua, năm nay với tâm nguyện của những người con em của quê hương Hải Minh đã và đang sinh sống ở các tỉnh miền Nam của Tổ quốc, có tổ chức công đức bức tượng đá Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Thưa các quý vị, trước mùa lễ hội năm 2017, hôm nay ngày 28 tháng 2 năm Đinh Dậu, được sự nhất trí của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Hải Minh, sư thầy trụ trì chùa Phúc Hải, chúng ta long trọng tổ chức đón rước tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Về với buổi lễ đón rước tượng hôm nay, tôi xin trân trọng và giới thiệu chủ trì buổi lễ đón rước tượng sư thầy chủ trì Thích Thanh Trung, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tôi trân trọng và giới thiệu về phía chính quyền địa phương, trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Phú, bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng và giới thiệu ông Hoàng Văn Phổ, phó bí thư Đảng ủy, đề nghị chúng ta, phó bí thư thường trực Đảng ủy, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Rị, phó bí thư, chủ tịch Ủy ban Dân xã đã về dự với chương trình, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Về tham dự buổi lễ hôm nay còn có sự hiện diện của các ông các bà trong ban thường vụ Đảng ủy, thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội cũng đã về dự đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Thưa các quý vị, về phía Hội đồng Hương Hải Minh tại miền Nam, đại diện cho những người con công đức bức tượng Phật đá, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Hùng, ông Phạm Văn Dũng, ông Đoàn Văn Tuyến, ông Đoàn Văn Tuấn, đại diện cho những người con đang sinh sống ở các tỉnh miền Nam đã về dự chương trình, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Cùng tham dự buổi lễ đón rước tượng, tôi xin trân trọng và giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đá mỹ nghệ Thắng Ngân, Từ Sơn, Bắc Ninh, cùng các nghệ nhân, những người đã tâm huyết tạo tác nên tác phẩm đã về tham dự đông đủ, đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Về tham dự chương trình buổi lễ ngày hôm nay còn có các tăng ni Phật tử, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân địa phương Hải Minh đã về tham dự đông đủ. Một lần nữa chúng tôi đề nghị quý vị nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, để tiếp tục chương trình của buổi lễ, tôi xin trân trọng và giới thiệu Yến, xin trân trọng và kính mời. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa sư thầy Thích Thanh Trung, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho anh chị em đang sinh sống tại các tỉnh phía Nam, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị. Chùa Phúc Hải, năm Quý Sửu, năm 1553, chiều nay Trung Tông Thuận Bình thứ năm xây chùa thờ Phật gọi là chùa Phúc Hải. Trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, chùa Phúc Hải đã được nhân dân trong và ngoài xã cùng con em đang học tập và công tác trong mọi miền Tổ quốc gìn giữ và tôn tạo, ngày càng một khang trang bề thế. Chùa Phúc Hải vinh dự được Bộ Văn hóa Thông tin cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa ngày 13 tháng 9 năm 1993.
Cho đến nay, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, tổ chức duy trì, bảo dưỡng, nâng cấp và các công trình khu di tích lịch sử, văn hóa. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, được sự ủng hộ của con em trên mọi miền đất nước và sự ủng hộ đông đảo bà con trong và ngoài xã, năm 2007-2008 đã xây dựng nhà tứ tổ, năm 2012 đã trùng tu sửa chữa nhà tam bảo, nhà tổ Nát Sân, tổng giá trị khoảng hơn 4 tỷ đồng. Riêng gia đình ông Đỗ Thành Công, thành phố Thanh Hóa ủng hộ công đức toàn bộ đá nát sân trị giá hơn 1 tỷ đồng. Con em đang công tác và sinh sống tại Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ công đức cột cờ bằng inox trị giá hơn 50 triệu đồng. Kính thưa các quý vị đại biểu, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, một lòng hướng về quê hương, đồng sức đồng lòng cùng cán bộ và nhân dân xã nhà xây dựng xã Hải Minh, xã nông thôn mới năm 2014 và tiếp tục góp của góp công ủng hộ vật chất lẫn tinh thần xây dựng xã nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt hôm nay ngày 28 tháng 2, năm Đinh Dậu, Ban Quản lý Di tích Lịch sử Văn hóa chùa Phúc Hải một lần nữa long trọng tiếp nhận một pho tượng do con em đang công tác và làm việc tại các tỉnh phía Nam tiến cúng một pho tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát bằng đá cẩm thạch cao 5 mét, nặng khoảng 17 tấn, và hai pho tượng đồng tử, một nư hương, hai cây đèn bằng đá với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng. Thay mặt cho Ban Quản lý Di tích Lịch sử Văn hóa chùa Phúc Hải, tôi xin cảm ơn tất cả các ông bà, các bác, các anh, các chị em đang công tác và làm việc tại các tỉnh phía Nam. Như lời các tiền nhân đã dạy, xây chùa, tô tượng, đúc chuông, trong ba công đức ấy thập phương nên làm. Việc tiến cúng pho tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát không chỉ thể hiện một lòng đau đáu hướng về quê hương của con em bà đang công tác tại các tỉnh phía Nam, mà còn thể hiện tấm lòng tri ân công đức của con em trong xã nhà đối với các bậc tiền nhân, đối với nhà chùa. Việc làm thiết thực này góp phần phục vụ cho hoạt động văn hóa không thể thiếu của mọi người dân trong xã, đồng thời cũng góp phần giáo dục truyền thống văn hóa của cha ông đến các thế hệ người dân quê hương, nhất là thế hệ trẻ. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa sư thầy Thích Thanh Trung, kính thưa các bậc đại diện cho anh chị em đang công tác tại các tỉnh phía Nam, kính thưa các ông, các bà, các bác, các anh, các chị. Trong thời gian qua, khu di tích lịch sử văn hóa chùa Phúc Hải đã nhận được nhiều những tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ công sức tiền của con em xã Hải Minh đang công tác và làm việc trên mọi miền tổ quốc, và nhân dân trong và ngoài xã đã làm cho khu di tích lịch sử văn hóa ngày thêm khang trang, sầm uất trong những năm qua. Mặc dù đã được xây dựng, trùng tu, tu sửa, nhưng vẫn còn một số công trình trong khuôn viên khu di tích lịch sử văn hóa đã bị xuống cấp, cần tu sửa và xây dựng lại trong thời gian tới. Đó là đền Trần, phủ Mẫu, gác chuông, nhà khách, nhà bia. Hôm nay thay mặt cho Ban Quản lý Di tích Lịch sử Văn hóa, tôi kêu gọi tất cả các con em đang sinh sống và làm việc trên mọi miền tổ quốc và toàn thể nhân dân trong và ngoài xã tiếp tục phát tâm công đức ủng hộ để nhà chùa và Ban Quản lý Di tích Lịch sử Văn hóa tiếp tục xây dựng và sửa chữa các công trình hạng mục đã xuống cấp trong thời gian tới khi được các cấp có thẩm quyền cho phép. Một lần nữa, thay mặt cho Ban Quản lý Di tích Lịch sử Văn hóa chùa Phúc Hải, xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã phát tâm công đức trong thời gian qua. Đặc biệt xin trân trọng cảm ơn con em Hải Minh đang làm việc và công tác tại các tỉnh phía Nam, sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Ít phút 3 là ý kiến phát biểu của ông Hoàng Văn Hiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã. Và tiếp tục chương trình, chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Hùng, đại diện cho con em Hải Minh đã và đang sinh sống và làm việc ở phía Nam của Tổ quốc, những người đã có tâm công đức tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, lên phát biểu ý kiến trân trọng. Kính mời ông. Kính thưa sư thầy trụ trì Thích Thanh Trung, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho chính quyền địa phương, thưa các cụ, các ông, các bà, thưa các vị quý khách gần xa, trước tiên tôi xin phép thay mặt cho con em sinh ra trên quê mẹ Hải Minh, nay đang sinh sống và làm việc ở phía Nam của Tổ quốc, xin gửi đến các quý vị lời chào thăm hỏi và lời chúc sức khỏe, mạnh khỏe, hạnh phúc
và thành công trong cuộc sống. Kính thưa các vị, chúng tôi tự hào vì mình là con em quê hương Hải Minh, quê hương anh hùng. Trong những năm qua, với bao những cống hiến, nỗ lực không mệt mỏi của cha ông chúng ta, cũng như đến các thế hệ hôm nay đã chung tay xây dựng một quê hương giàu đẹp và văn minh đổi mới từng ngày. Từng giờ, trong đó một niềm tự hào chúng ta không thể không nhắc đến chính là khu di tích lịch sử văn hóa chùa Phúc Hải. Trong những năm gần đây, với sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt của chính quyền địa phương, sư trụ trì chùa Phúc Hải, hội Phật giáo, các tăng ni Phật tử cùng toàn thể bà con nhân dân đã trùng tu tôn tạo xây dựng khu di tích lịch sử ngày một đổi thay. Là những con em xa quê hương đã và đang sinh sống và làm việc ở phía nam của Tổ quốc, chúng tôi rất trăn trở bởi chính mình là người con quê hương nhưng không đóng góp được gì nhiều cho quê hương. Trong thời gian qua, được sự tham mưu của các bậc cao niên, trong đó có sư thầy trụ trì Thích Thanh Trung, đặc biệt là sự cho phép ủng hộ nhiệt tình của chính quyền địa phương xã Hải Minh, con em Hải Minh ở phía nam của Tổ quốc đã tập trung quyên góp được trên 300 triệu đồng và đã thống nhất xin công đức về khu di tích lịch sử chùa Phúc Hải, một tượng Phật Bà Quan Âm cứu khổ, một cặp tượng đồng tử, một bát nhang, một cặp đèn đá. Thưa các quý vị, trong suốt thời gian qua, hơn 2 tháng với những cố gắng hết mình của những nghệ nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn chế tác đồ đá Thắng Ngân, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, đơn vị nhận thầu đã hoàn thành những tác phẩm nói trên. Là những người con làm ăn xa quê hương, chúng tôi tâm niệm rằng Phật Bà Quan Âm hiện thân trong mọi hình dạng để cứu độ chúng sinh. Tại Trung Hoa và Việt Nam, Phật Bà Quan Âm được diễn tả dưới dạng nữ nhân bởi Phật Bà luôn đại từ đại bi, lúc nào cũng an ủi, nhắc nhở, khuyên nên, đem lại nguồn an vui cho tất cả chúng sinh. Ở đâu có tiếng than, có nỗi khổ, Phật Bà đều đến để cứu vớt. Phật Bà Quan Âm tay trái cầm bình cam lộ, tay phải cầm cành dương liễu. Nước cam lộ lưới tới đâu là chan lại tình thương tới đó, làm mát mẻ êm dịu mọi khổ đau của chúng sinh. Đặc điểm của nước cam lộ là vừa ngọt vừa mát, giúp cho chúng sinh thanh tịnh. Còn cành dương liễu yếu mềm dẻo dai nên khó gãy, biểu trưng cho đức nhẫn nhục, bởi muốn đem lòng từ bi ban trải cho chúng sinh được an vui, mà thiếu đức nhẫn nhục thì lòng từ bi khó thực hiện được. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các quý vị, hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2017, cũng là ngày 28 tháng 2 năm Đinh Dậu. Được sự cho phép của chính quyền địa phương, sư thầy trụ trì chùa Phúc Hải, lễ rước tượng Phật Bà và bàn giao đã được tổ chức diễn ra rất trang trọng. Thay mặt những người con của quê hương Hải Minh đang sinh sống và làm việc ở phía nam Tổ quốc, xin gửi đến các lãnh đạo chính quyền địa phương, hội Phật giáo xã Hải Minh, sư thầy trụ trì chùa Phúc Hải cùng toàn thể các quý vị quan tâm tạo mọi điều kiện giúp đỡ chúng tôi hoàn thành tâm nguyện của mình, lời cảm ơn sâu sắc, lời tri ân trân trọng. Một lần nữa xin chúc các quý vị luôn đoàn kết, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn ông Phạm Ngọc Hùng, người đã đại diện cho con em các tỉnh phía Nam của Việt Nam, những người đã có tâm công đức bức tượng Phật đá Phật Bà Quan Âm. Và để tiếp tục chương trình của buổi lễ cung nghinh ngày hôm nay là chương trình tặng hoa, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý về tham dự chương trình của buổi lễ cung nghinh tượng Phật ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu đại diện cho chính quyền địa phương, xin mời ông Phạm Văn Phú, bí thư đảng ủy ủy ban xã Hải Minh, sẽ lên trao tặng hoa cho anh em những người con đã có tâm công đức tượng Phật
cho chúng ta ngày hôm nay. Xin được đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng ạ. Kính thưa các quý vị, với lòng thành kính của tất cả các con em các tỉnh miền Nam của Tổ quốc, với tâm nguyện của mình ngày hôm nay đã thực hiện được. Và sư trụ trì chùa Phúc Hải Thích Thanh Trung trong niềm vui hân hoan mà ngày hôm nay tất cả các quý vị đang chào đón với bó hoa tươi thắm cũng thể hiện tâm thành của mình, xin rằng dành tặng lại cho tất cả con em, những người đã đang sinh sống tại các tỉnh phía Nam của Tổ quốc. Xin mời lên sân khấu sư thầy Thích Thanh Trung sẽ trao tặng hoa. Xin mời ông Phạm Văn Hùng lên sân khấu nhận hoa. Trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị, sau một thời gian khá dài hơn 2 tháng thì những tác phẩm do công ty trách nhiệm hữu hạn Thắng Ngân Từ Sơn Bắc Ninh đã hoàn thiện đến khâu cuối cùng. Và ngày hôm nay, trong niềm vui hạnh phúc của người dân Hải Minh, chúng tôi trân trọng kính mời ông Phạm Ngọc Hùng sẽ đại diện cho con em, những người có tâm công đức tượng Phật sẽ trao tặng hoa cho giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thắng Ngân là ông Nguyễn Ngọc Thắng. Xin mời lên sân khấu ông Phạm Ngọc Văn Hùng. Đám mỹ nghệ Thắng Ngân Từ Sơn Bắc Ninh đơn vị đã giúp chúng ta hoàn thiện tâm nguyện của mình. Một tràng pháo tay và trân trọng cảm ơn các quý vị. Để buổi lễ được diễn ra trong một thời gian nhất định và chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo, đó là chương trình Cầu Tượng và Hạ Tượng. Thì giờ đây, trước khi khép lại chương trình của buổi lễ, chúng tôi trân trọng kính mời các quý vị cùng lắng nghe ý kiến phát biểu của sư thầy trụ trì chùa Phúc Hải. Chúng tôi trân trọng mời lên sân khấu sư thầy Thích Sinh Thanh Trung cùng ý kiến phát biểu của mình. Trân trọng mời thầy. Cô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa các quý vị đại diện cho Ủy ban Nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hải Minh. Kính thưa các quý vị là con em, đại diện cho các con em của xã Hải Minh đang cư trú tại các tỉnh phía Nam của miền Nam Việt Nam. Kính thưa doanh nghiệp tư nhân đá Thắng Ngân, kính thưa bà con Phật tử xa gần, sau nhiều năm mong mỏi và cũng là tâm nguyện của bà con nhân dân Phật tử xa gần, chùa Phúc Hải chúng ta được trùng tu tôn tạo trong nhiều năm nay và cũng là một cái tâm huyết của con em xa Hải Minh, xa quê muốn gửi gắm tâm mình về nơi quê hương. Con em của các tỉnh phía Nam Việt Nam đã thành tâm cung đón tượng Phật về tại chùa Phúc Hải để nguyện cầu chư Phật Quan Âm Bồ Tát sẽ gia hộ cho bà con nhân dân Phật tử thiện nam tín nữ ở quê hương Hải Minh được bình an, cũng như cầu nguyện cho các quý vị là con em của Hải Minh đang cư trú tại các tỉnh miền Nam được bình an khang thái. Trước buổi lễ, trước niềm vinh hạnh, trước niềm hân hoan, cho phép tôi được gửi tới các quý vị đại diện cho lãnh đạo Đảng chính quyền xã Hải Minh, các quý vị là con em của xã Hải Minh cư trú tại các tỉnh phía Nam của Việt Nam, xin gửi tới công ty đá Thắng Ngân, xin gửi tới công ty thương mại và sản xuất Đệm Gia Đạt một lời cầu chúc, một lời cầu nguyện được bình an khang thái, nguyện cầu Đức Phật Bà Quan Âm cứu khổ cứu nạn gia hộ cho toàn thể tín đồ Phật tử thập phương tín thí thiện nam tín nữ, bà con nhân dân xã Hải Minh được bình an, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Một lần nữa xin được cầu chúc cho các quý vị được mạnh khỏe. A Di Đà Phật.
Xin trân trọng cảm ơn sư thầy trụ trì đã có ý kiến phát biểu cũng như cầu chúc những điều may lành hạnh phúc đến với tất cả chúng ta. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa các tăng ni Phật tử, thưa toàn thể bà con nhân dân, sau một thời gian không dài thì buổi lễ cung nghinh tượng Phật Bà Quan Âm diễn ra rất long trọng dưới sự chứng quả của tất cả các quý vị về tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin phép được thay mặt là cho ban tổ chức một lần nữa trân trọng cảm ơn những người con của quê hương Hải Minh đã đồng tâm đồng lòng chúng ta cung tiến là bức tượng Phật đá cũng như công trình mà các quý vị đã tạo dựng trong suốt thời gian qua. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Nghệ Thắng Ngân, cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu đại diện cho chính quyền địa phương, cảm ơn các tăng ni Phật tử cùng toàn thể bà con nhân dân đã về tham dự chương trình buổi lễ. Chúc các quý vị có một mùa lễ hội mạnh khỏe, hạnh phúc và bằng an trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn.
Thank you.
đấng tam giới tôn quy mạng cùng mười phương Phật. Nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh Pháp Hoa, lời kinh bay cao, lời kinh lan tỏa nhiệm màu, lời kinh đưa ta về cõi phúc xa lánh chốn địa ngục, cho con thấy anh đạo giang. Diệu pháp liên hoa vô biên nghĩa nhiệm màu, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Phật Như Lai, của Phật Như Lai. Diệu pháp liên hoa sen hồng thơm ngát trần gian, sen hồng tỏa ánh hào quang. Lại đấng tam giới tôn quy mạng cùng mười phương Phật. Nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh Pháp Hoa, đời con như thank you.
chiến xuân thiên tháng hai ngày 30 đưa ngôi pháp sở thần lý sở ngờ có nay ông cũng đàn chàng thiên dương bãi bạch ngờ tại viên kỳ an thị lục pháp đàn đạo và thanh tựa mây che phù mở phép màu cứu độ dân ta trong lên phật tử chân hòa độ nhân vô lượng gần xa lương nhờ chàng này thì phương tây giảm kiếp trai đàn có bản hai viên các ngài ngồi ngự tòa xem bốn cõi cùng bên ba đường mở ba chỗ kiếm đàn tinh tâm an nhị tà nhiều lực an đạo chàng vẫn nay tập Oh,
phật tử xa gần. Đất nước Việt Nam gắn liền với Phật giáo hơn 2.000 năm qua các triều đại như Đình Đề Lý Trần, Thiên Hạ Bá Mi Tăng. Hình ảnh của các vị thiền sư đã đi vào hồn của dân tộc, cửa thiền mở rộng, câu kinh điện võ, thời cuộc thì yêu đất nước mấy độ tâm quy. Nhờ có Phật giáo thổi vào Việt Nam chứng minh rằng Phật giáo thịnh thì đất nước phồn vinh, mà Phật giáo suy thì giang sơn yêu đứng, nên không ai có thể tách khỏi Phật giáo ra mỗi người con Việt. Cũng chính từ những hình ảnh đó, ngày hôm nay bản tư cùng nhân dân thiết lập trai tàn xuồng tu sáng pháp, tiết lễ an tâm thần thường, quán thêm Bồ Tát. Quán thêm Bồ Tát là một vị Bồ Tát vi nam vi nữ, phương tiện căn cơ mà cứu giúp. Bởi vậy chốn chuyên lành tập phúc đủ mọi thiện duyên. Hôm nay bản tư cùng nhân dân nhất tâm cửa và tâm cầu thiết lễ an tâm thần tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, và thời giờ này đạt tràng được trang nghiêm thanh tịnh. Trong mỗi Phật tử chúng ta hãy tất tâm liệm thân khẩu ý giờ phút này đều thanh tịnh để quả lễ được thành phần viên mãn. Thank you.
thà thành lý đi kèm dù khi chưa là chữ hẹn thánh khi nói đông tu đương chữ phương khi thanh khi bình à đi bằng quán thì con xoáy đàn tràm bé chi tà chiếc thờ phương câu kiếp lá và giáo thẳng chung khí vật chữ đàn tràm đàn na ni chất vô phản đương Cư trú tại miền Nam Quốc Bình Dương tỉnh Thuận An thị xã An Phú phường khu phố
kiến vào thành phố chẳng dài đường, chẳng dài phường khu ăn phố bốn tổ 16 điều kiện quốc Việt Nam Quốc An tỉnh tỉnh Hải Long Biên cư trú tại Việt Nam Quốc Long An tỉnh Đức Hòa Hiệp Thành ấp Ba Khe điều kiện quốc Việt Nam Quốc An tỉnh tỉnh Hải Long Biên Hải Hà Bình xã 63 Kim An Thần tín chủ Phạm Văn Kiệt hợp đồng gia đẳng hiệu Kim Thân tín chủ cư trú tại Việt Nam Quốc Bình Dương tỉnh Thuận An thị xã An Phú Cường điều nghề vô Việt Nam Quốc Nam tỉnh tỉnh Hải Long Biên Hải Hà Bình xã 63 Kim Thân tín chủ Phạm Văn Ngọc hợp đồng gia đẳng hiệu Kim Thân tín chủ cư trú tại Việt Nam Quốc Bình Dương tỉnh Tân Uyên thị xã Long Bình Phường Long Bình Phố Ngọc Tuấn hợp đồng gia đẳng hiệu Kim Thân tín chủ cư trú tại Việt Nam Quốc Hà Nội thành phố Hoàng Văn quận Đình Công phường tòa CC 16 tầng 5 phòng 5-6 giám đốc công ty cổ phần sản xuất và thương mại Gia Đạt số 1 ngõ 218 Đình Công Hoàng Mai Hà Nội tín chủ Phạm Thị hợp đồng gia đẳng hiệu Kim Thân tín chủ cư trú tại số nhà 5 ngõ 245/116 phố Đình Công Hoàng Mai Hà Nội Kim Thân tín chủ Nguyễn Thị Tín và Lệnh Thiên Lương hay có liên hệ hay phát thập phát tuế Phạm Văn Tuấn và Lệnh Sinh Lương Nguyễn Thị Tiên hành hành độc thập độc tuế Nguyễn Thị Tài Phản hành sinh ngư Vĩnh Tân Yên thành khách lục thập nhất lý Phạm Minh Thắng phản hành sinh ngư Linh Sửu Yên Tín chủ Nguyễn Mạnh Thắng phản hành sinh ngư Quý Sửu Yên thành khách tứ thập vũ tế Phạm Thị Quyết Hành Phản hành sinh ngư Kỷ Vui Yên thành khách tham thập hiểu và lễ nam tử Nguyễn Quốc Đạt phản hành sinh ngư Vĩnh Tân Yên thành khách thập tứ tế Nguyễn Quốc Hưng phản hành sinh ngư Tăng Báo Yên hành khách thành thất lễ hợp đồng gia đẳng hiệu Kim Thân tín chủ cư trú tại tổ dân phố số 1 thị trấn Yên Đình Hải Hậu Kim Thân tín chủ Lê Văn Lương bản mệnh sinh ngư Đinh Thị Tiên hành khách tứ thập nhất tuế Vũ Thôi bản mệnh sinh ngư Giáp Thân Yên hành khách thập tứ tế Lê Vũ Tuấn Minh bản mệnh sinh ngư Nhất Thị Tiên hành khách thành lập tế hợp và đồng chưa nhận chưa ra tín chủ phật tử gần xa đồng dân thôn thiên cũng nghĩa đồng tức nghĩa nhật ngữ ban liên tòa vô giám phẩm thất quốc nhân thân đồng sinh cư trong giới bệnh vượng thượng công hạng gần ôn vô tái chi hồng ăn cả nhật nguyệt chiếu lâm chi đại đức thật ôn nhật khởi vô thiên ấm chi tay đê nghiệt ông hành an kiến khát húc chi phật thượng khi văn cấu đạo
thành tâm ba cung thành nga nam mô đại từ đại bi cứu vô biên thần linh cả ngũ bách giới quan thế bồ tát ngay thật thần cơ quay lại mẹ